một bên là phường 2, một bên là phường 3. Cái điều mình rất bất ngờ ở đây là cây cầu mà chia là cái chỗ ngăn cách của hai phường đó các bạn. Bây giờ mình đang tiến lại chợ Bến Tre. Chị. Đây chị con tép các bạn. Tép với lại con này gọi là con tép gì chị? Tép bạc non hả? Dạ. Ở đây em thấy đa số người ta đặt giớn không mà chị? Dạ. Dạ. Nãy giờ em đi gặp cá lồng tông với lại tép là nhiều á. Đó. Cá ông lao đó chị. Ồ, con cái này cá ông lao nè các bạn. Cái đuôi nó có màu khác gì con cá tra. Măng cục cảm ơn các bạn. Cái này là vô mùa sầu riêng chị hay là sắp hết rồi? Đây bánh lọt này các bạn. Đó, bánh lọt có trắng với lại xanh. Trắng chắc là lá dứa ha cô? Dạ. Còn trắng là bột bình thường. Dạ. Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở thành phố Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở đường Phan Ngọc Tông. Hôm nay em sẽ quay cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chợ thành phố Bến Tre. Bữa nay đi thành phố nha cô chú anh chị và các bạn. Em chọn đường này đi tại vì em thấy đường này có bán rất là nhiều đồ ăn luôn. Ở đây có rất là nhiều đường luôn. Mỗi đường sẽ bán một những cái món khác nhau các bạn. Đường này là đường Phan Ngọc Tông. Đường này bán đồ ăn sáng nè. Và bên đây là bán câu lưới rất là nhiều. Hiện tại là khoảng 7 giờ các bạn. Sáng xe đi cũng rất là đông. Em chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một buổi sáng thật an lành và nhiều sức khỏe nha. Đây đường Phan Ngọc Tông bán câu lưới. Xung quanh chợ các bạn có rất là nhiều đường.
thì mỗi đường sẽ bán những cái mặt hàng khác nhau. Ở đây bán câu lưới không à, bán phải mì nữa nè, cô bán phải mì. Đây những dụng cụ sửa máy móc các bạn, rồi câu lưới nữa đó. Đây chú có bán cần câu nè, rồi máy xịt điện. Xung quanh đây có bán phở rất là nhiều các bạn. Bây giờ mình đi gặp rất là nhiều cái quán phở luôn á. Ở thành phố Bến Tre này có hai chợ các bạn. Một chợ là chợ phường 2 và một chợ là chợ phường 3. Cách nhau bởi một cây cầu. Chợ này là chợ phường 2 nha. Cần câu nè. Rồi dụng cụ câu cá. Ở đây bán từ rất là sớm các bạn, khoảng 5 giờ là có rất là nhiều người đi qua lại mua bán rồi. Mình thấy ở phía bờ kè này có một cái chợ cá nè các bạn, để mình đi một vòng mình quay cho tất cả cô chú các bạn xem nha. Nè ốc móng tay nè, đó, chợ cá nằm cặp bờ kè của chợ phường 2 mà mình. Chào chú. Chú bán trái cây cho chú. Dạ. Thấy quay đu luôn. Để mình đi kiếm chỗ gửi xe, sau đó mình đi một vòng bên đây các bạn. Bên đây có chợ cá cá đông luôn nè. Mình vừa mới gửi xe ở trung tâm thương mại các bạn. Đường này sẽ đi lại là cầu Bến Tre và qua chợ phường 3. Phía sau lưng em thì em gặp một cái chợ cá nè. Thì em sẽ đảo lại, em quay cho tất cả chú anh chị bạn xem chợ cá đây trước. Sau đó em sẽ đi dài lên trên kia nha. Em gửi xe ở đằng trung tâm thương mại á. Thì đây cũng hơi xa. Ở đây là ban đêm là một cái chợ đêm các bạn, bán trái cây với lại quần áo. Còn ban ngày là bán cá. Rồi, em sẽ bắt đầu quay từ đây nha. Đây có quá trời nhiều cá luôn nè. Cá lồng tông, cá linh. Đây. Cá lồng tông rất là bự luôn nè. Chị em quay cá lồng tông đó nha chị. Dạ. Ủa cá lồng tông mình làm gì được nhiều với chị? Mình cái này mình đổ vớn anh. Dạ, quá trời cá bự luôn. Đặt vớn là cách đây xa không chị? Dạ, cũng xa ha. Rồi đi bằng xuồng hả chị? Ở trên em trên đồng cảng người ta đi bộ không à. Đây cái lồng tông bự không các bạn. Chừng nào mùa nước á cái nó mới sinh ra cái lồng tông nhỏ nhỏ. Về cái lồng tông bự không à. Cảm ơn chị nhiều nha. Đây cái này cái lồng tông cá kẹp muốn kèo nè. Đây nè, bạn em quay lại lấy nha. Đây đủ rồi cá đồng các bạn. Cá này cho đặt vớn luôn hả chị? Dạ. Đó các bạn. Giữa trung tâm thành phố mà có cá đồng quá trời nhiều luôn các bạn. Hôm nay thấy bán cá lồng tông là nhiều các bạn. Cá lồng tông nhiều lắm. Chết rồi, chết đâu rồi? Đó, nó còn. Chết chết chết.
đây là con cá phèn các bạn, đây là con cá đối. Wow, ở đây cua đồng có trời nhiều luôn, cá nè chị. Cô cá này mình đặt giớn hả cô? Dạ. Này. Ủa cá này là cá nước mặn hay nước ngọt cô? Cá nước ngọt hả cô? Dạ. Nhìn giống con cá đối nước mặn. Dạ. Dạ. Này tép nè. Cái này phải mình làm trong vuông phải không chị? Cái này phải mình làm trong vuông không? Dạ. Cá thiên nhiên luôn. Dạ. Quá trời nhiều cá luôn. Đó. Cái gồ cái lóc nữa. Này cái bóng này các bạn. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Ở đây có hai chợ các bạn. Một cái chợ ở đây là chợ phường 2 nha. Còn phía bên kia là chợ phường 3. Chào cô. Dạ. Sáng giờ có bán được không cô? Cũng được. Dạ. Cô bán ban ngày đêm hơn ngày? À, 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Sáng sáng 4 giờ chiều. Dạ. Dạ, con lên quay YouTube. Dạ, con chúc cô bán đắt nghe cô. Dạ. Dạ. Con ở An Giang. Dạ. Dạ. Củ sen các bạn. Củ sen nha. Rồi hộp sen nó lọc sẵn luôn nè. Đây là lò bánh mì. Đây mấy cô cũng có bán cá nữa nè. Đó. Cá rồi tép nữa. Chào chị. Đây chị bán tép các bạn. Tép với lại con này gọi là con tép gì chị? Tép bạc non. Tép bạc non hả? Dạ. Ở đây em thấy đa số người ta đặt giớn không chị? Dạ. Bóng đá với đặt giớn. Dạ. Nãy giờ em đi gặp cá lồng tông với lại tép là nhiều á. Nước lồng tông có hơi nhiều. Dạ. Cái này chị có làm vuông không? Đây đặt giớn ngoài đồng không hả? Dạ. Cái đáy là nước chảy phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Đáy là giữa sông. Đáy cái đáy giữa sông các bạn. Còn có cá cơm nè. Chị làm trắng tươi luôn. Ủa này ở bên nào em? Dạ, em ở đây đó An Giang. Đây là lần đầu tiên em tới chợ này luôn á. Dạ. Ở đây thành phố mà bán cá đồng nhiều ghê luôn chị. Gì đáy tôi tối vậy? Dạ, đây đó An Giang. Đây đó. Dạ. Sáng giờ chị bán cũng hết rồi. Dạ. Bây giờ chị. Đây chị bán cá he. Đó. Cá ông lao nữa chị. Ồ, con cá này cá ông lao nè các bạn. Cái đuôi nó có màu khác như con cá tra. Ở trên em Tân Châu á, cá ông lao bự lắm à. Dạ, cá này cá nhỏ các bạn. Cá ông lao nó chua ngon lắm á. Thường có không chị hay là lâu lâu mới có? Dạ, lâu lâu cũng có một lần ha. Dạ. Đây tôm nè. Tôm này tôm núi tôm sông chị. Tôm sông luôn nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Chúc chị bán đắt. Đây có mấy cô bán rau không khúm này các bạn. Bây giờ cô bán rau gì cô? Gà má. Cô nói má tưởng được chữ con. Rồi cô bán rau muống nữa. Sáng giờ cô bán được mấy bó rồi? Dạ. Về nhà cô rất xa đây hả? Ở đâu cô? Túng Điền hả? Dạ. Tại con thấy rau đồng thì là xa lắm mới có rau này. Tại đây thành phố mà. Rồi và bán chuối nữa nè. Ngày nào cũng đi bán hết trơn các bạn. Đây chuối
này bà bán trước nãy nhiêu? 15 ngàn. Sáng giờ bán được mấy nãy rồi? Nãy một à? Dạ. Dạ. Để lát con mới hàng lại cho bán đắt ha. Bà thường đi bán cái sống không hả bà? Đi làm nghề đi bán như này thôi sống không hả? Có làm gì nữa không bà? Có làm gì nữa. Còn ông làm gì bà? Mắc lâu hả? Dạ. Vì là nhà ở nhà bà sống dây bà? Sống của mình à. Mình nên hả? Bà chị. Dạ. Chị của mình. Bệnh gì bà? Không quá cuộc sống đủ thứ tay. Dạ. Tì... Máu nữa hả? Lớn tuổi. Dạ. Lớn. Dạ. Rồi cô đến đây bà đến đây bằng xe đạp hay là xe gì? Xe đạp. Xe đạp ha. Mấy cây lần bà? Đây tổng 3-4 cây số, 3 cây mấy số. 3 mấy số. Rồi ngày lờ được mấy chục ngàn hả? Bữa bán được mấy chục ngàn. Bánh. Được bánh à. Rồi cơm gạo làm sao? Thì tăng lóc vậy. Dạ. Cậu làm tổng đài phát thanh không? Không, con làm YouTube. Làm cá nhân thôi à, chứ có đại học thanh. Dạ. Dạ, con xíu. À, chị của bà là mấy tuổi? 69 rồi. Dạ, còn bà nhiêu tuổi? 65. 65 ha. Dạ. Rồi con cái của bà đâu bà? Có đứa nào. Đứa nào luôn ha. Dạ. Rồi con hôm nay có duyên gặp bà với lại có bà có người chị ở nhà bị bệnh á. Thì con thay mặt cho cô Thu Phương gửi cho cô 800 ngàn để mua gạo ăn nha. Cảm ơn. Dạ, với lại mua thuốc uống. Dạ. Dạ, nói gì bà? Chỉ là cảm ơn nhiều ha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Cho là của cô bên nước ngoài cho. Dạ. Dạ, cô Thu Phương. Dạ. Dạ, dạ. Nhiều ha. Dạ, dạ. Rồi, con cảm ơn. Dạ, dạ. Rồi, con chúc hai bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Bên đây có ông bà bán đu đủ nè. Bà đi ăn hay gì? Bà ơi, bà ơi, bà bán gì bà? Đu đủ hả? Dạ, với trứng vịt nữa. Ơ, trứng gà. Trứng gà này gà ấp nhà hay bà? Dạ, gà lạc là sao bà? Dạ, đi là gà nhà của bà nuôi luôn hả? À, sớm. Đây có cô bán hủ tiếu nè, xe hủ tiếu mini. Dạ. Sáng giờ bạn hủ tiếu không hả bà? Dạ. Ủa sao bà bán mà có đồng hồ canh giờ nữa? Hết giờ làm việc là về. Thấy bà. Bà bán được mấy món? Đu đủ rồi trứng vịt, trứng gà. Trứng gà này. Dạ, hồi nãy bà nói trứng gà lạc là sao con không hiểu bà? Trứng gà lạc là nó không có ấp á, nó dạ. Đẻ rồi mình bán liền á. Dạ, nó đẻ rớt vào đất không? Còn ấp là nó có giữa rồi. Dạ. Này không có giữa. Dạ. Đu đủ này của nhà luôn hay là mua đâu bà? Mua ở xóm. Dạ, mua mấy trái gì sao lời nhiều bà? Mua bán rồi còn mấy trái hả? Dạ. Sáng giờ bà bán được mấy trái rồi? Dạ, giá bán nhiêu tiền? Ký có 10 ngàn. Dạ, vốn nhiêu bà? Vốn 6 ngàn. 6 ngàn, là bán được 4-5 trái là được có 16 ngàn à. Rồi bà đi đây bằng xe đạp hả? Xe đạp. Dạ. Dắt đi. Đây, xe đạp của bà nè. Bà dắt đi luôn hả bà? Đi. Dạ. Cho ông chạy. Rồi bầu của ai bà? Bầu của nhỏ kia nó gửi. Dạ, tôi gửi. Dạ, trứng gà bà bán chục nhiêu? Cái này 35. Dạ. Cái này 38. Dạ. Là khỏi có vốn. Dạ. Còn ông đâu bà? Hả? Ông đâu? Ông mất lâu rồi. Không mất nữa hả? Dạ. Nãy giờ con gặp mấy bà. Bà 73 tuổi rồi. Bà 73 tuổi. 73. Dạ. Rồi con cái của bà đâu bà? Dạ, ở nhà. Ở nhà hả? Rồi có đi làm nuôi tiếp bà không? Có, nó dạy học. Dạy học. À, tại bà không nghệ
nó chịu nghỉ qua là dạ. Nghỉ buồn quá ha. Dạ dạ. Rồi bữa nay con gặp bà bán ngay chợ, con thấy thương bà quá, con thay mặt cho cô Thu Phương á, gửi cho bà 350. Dạ. Rồi anh Thành á, gửi cho bà 200.000 nha. Dạ. Dạ. Đáng lẽ bữa nay nhập viện không bà ngoại? Ngoại bị gì? Bị phổi tim. Phổi với tim à? Dạ. 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 Ngoại mua về chiên hả ngoại? Ngoại dễ thương. Đáng lẽ hôm nay ngoại nhập viện mà bữa nay ngoại đi bán. Còn tại ngoại còn đủ đủ nè, chưa có đi được các bạn. Hoa 17.000 thấu là 3.000 nữa, 1.000 nữa. Sáng giờ ngoài bán được nhiêu đâu, dở con coi ngoài. Hoa ơi, con gửi thêm cho ngoại 400.000 của anh Thành để cho ngoại nhập viện có tiền đi ăn nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi ngoại khỏe nha ngoại. Rồi, cảm ơn. Dạ. Có cơ hội con gặp lại ngoại. Dạ. Đây bánh canh bột sắt. Đây bánh canh bột sắt nè. Đây bánh canh bột sắt nè. Cho em quay cái bánh canh bột sắt nghe chị. Đây bánh canh bột sắt. Ở đây có quán, những cái quán nhỏ nhỏ mà cũng rất là dễ ghé ăn. Ở đây có chỗ đậu xe luôn. Chị chắc bán bánh canh chắc lâu lắm rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Chôm chôm. Chào chào con, chào cô. Đây chôm chôm đây. Đây chôm chôm quá trời đẹp luôn các bạn. Chôm chôm quá trời đẹp luôn rồi. Bữa nay vô mùa chôm chôm hả cô? Dạ, lâm chôm Thái. Dạ. Ê, rất đồ chứ anh ơi. À, qua bên đây mình gặp nhiều trái cây lắm các bạn. Đủ loại trái cây luôn. Đó. Chôm chôm với lại trái giải. Không rồi. Dạ. Không rồi. Dạ. Đọc ở đây thì ban đêm là cái chợ đêm nha các bạn. Và ban đêm thì chỗ này bán trái cây với lại quần áo, giày dép rất là nhiều. Wow, ở đây có măng cục trái mơn, cái mơn. Cái này vô mùa măng cục hả cô? Dạ. Đây là 1 kg nhiêu cô? 80. Dạ, 80.000. Đây trái măng cục. Này là cái lá nó hả cô? Đây cái lá nó dày quá trời dày luôn nè. Dạ. Cô mới vô mùa hay là vô lâu rồi cô? Mới vô. Dạ. Đây là trái măng cục các bạn. Dạ, nó nhìn rất là ngon luôn. Đi quay chợ lâu lắm rồi mới thấy trái măng cục. Dạ, mua bán còn 1 kg nha. Còn mới hàng cho cô bán hết luôn. Nha. Trái măng cục các bạn. À, cô lựa em con đi. Đây là chín mới ăn liền được luôn hả cô? Măng cục cảm ơn các bạn. Nè, măng cục cảm ơn. Là cô lấy cái mơn hả cô? Cái mơn. Dạ. Cái mơn cách đây xa không cô? Đây cũng gần cái đó có hàng qua cái cầu Hầm Luông á. Dạ, cầu Hầm Luông. Qua cầu Hầm Luông rồi cái đi đường tắt này ngã Tân Lâm. Dạ. Đổ lên chợ thẳng lên Tân Lâm. Còn mới đi ngã Ba Giác. Dạ. Trái gì là bự chưa cô? Hay là còn nhỏ? Cái nào? Trái này gì là bự chưa? Nó ngang ngửa vậy
vô vậy là có khi bự hơn, hoặc nhỏ nhỏ nhất là hàng nhỏ nữa hơn này chút. Dạ. Vậy là cái này mình để lâu không, nó hư không? Không, nếu mà để lâu là cái hàng này 3-4 ngày. Dạ, 3-4 ngày là nó hư. Ừ, là không có hư nữa, nhưng dạ, mà nó chín ăn. Dạ. Trái đen bông là trái sao hả cô? Hả? Trái đen bông ăn liền là nó gan sao đâu? Để nó chín vậy nè. Dạ, nó đen vậy hả? Ừ, nó đen vậy nè. Đen vậy ăn liền được hay không? Ừ. Sao thấy nó cứng nha? Chín rồi. Dạ. Thấy con ca bẻ nha. Dạ. Đây trái đen bông nữa bạn. Gần chín nè. Dạ. Dạ, có bẻ ra cho coi thử. Đây các bạn, ăn đi. Trái măng cục chín đây nè, đen mung. Trời ơi, nhìn nó ngon lắm. Bạn biết ngọt hay không? Ăn đi, nó chua chua ngọt ngọt. Măng cục nó chua chua ngọt ngọt chứ nó không có ngọt quá. Dạ. Rồi, mời tất cả chú anh chị bạn ăn măng cục với em nha. Em ăn thử coi. Ở đâu rồi? Con gái đây ở đâu? Dạ, con ở An Giang. An Giang hả? Dạ. An Giang này cũng An Giang hả? Dạ, ngon ngon ngon. Măng cục này ngon không? Chua chua ngọt, là ngọt nhiều hơn á. Ngọt. Nó ngọt quá cũng không ngon. Dạ. Nó phải chua chua ngọt ngọt. Dạ. Ăn mình đó, nó không có nó tốt cho bà cho mình. Dạ. Con cắn ăn thử coi, dạ, nó giòn mà nó rượm mà nó cắn cái hộp được luôn ha con. Cắn cái hộp mà được ăn nó không có đắng. Dạ. Ngon ăn nó bùi. Dạ. Bùi mà giòn 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 cái như mình ăn nó đá vậy đó. Dạ. Nó không đắng hả? Không. Dạ ngon ha, con có biết luôn á. Đừng có bỏ hộp. Dạ. Có nhiều người không biết ăn cái hộp á. Dạ, cái bỏ hộp. Hộp. Dạ. Cắn cái hộp ăn. Dạ, để lát con cắn thử coi. Con có cái mà nó bự á. Dạ. Con có muốn bự á, cắn cái hộp ăn. Dạ. Ăn nó bùi mà nó ngọt, nó ngon, nó giòn. Dạ. Chứ nó không có đắng tiếc gì đâu á. Con cột đi em. Con cảm ơn cô nha. Cô chúc cô bán đắt. Măng cục xong rồi các bạn. Rồi tới bơ, cái bơ nè. Đó. Hai loại bơ luôn. Ngày mùng 5 tháng 5 bạn thì ở chợ Lách á có tổ chức lễ hội trái cây. Lâu lắm rồi thì mới tổ chức lại á. Mình hôm qua mình quay chợ Lách thì mình nghe mấy cô cho mình hay vậy á. Nên mùng 5 tháng 5 có lẽ là mình sẽ xuống chợ Lách quay cho các chú chị bạn xem. Rất là nhiều trái cây mà mình thấy đa số là trái sầu riêng các bạn, trái măng cục nữa nè. Đây trái sầu riêng đó. Chị ơi, sầu riêng làm nhiêu ký vậy chị? 70-90. À, cái nào 70 chị? 70 đó, dưới một cơn. Dạ. À, sao bán 70 cái gì? Khác loại. Khác loại hả? Dạ. Lấy em trái nhỏ. Dạ. Cái này ngon hơn hả? Cái 6 thì cơm nó vàng với lại nó khô hơn. À. Cái này là sầu riêng ở đâu lần chị? Chợ Lách. Chợ Lách hả? Dạ. Lấy em trái nào ký mấy được rồi? Này gốc nên nè. Dạ. Cái 6 thôi chị anh. Dạ. Chợ Lách sao chị bán ở chợ Lách? Dạ tại em ở bên này. Dạ. Dạ bên này. Tại hôm qua em có quay ở chợ Lách á. Hai ký ba. Ăn hết không ta? Lấy này hàng cỡ này 2,5 kg một ký là cỡ này. À. Khô đúng không? Khô luôn, lấy muối ra luôn. Vô hộp á. Dạ. Em quay sầu riêng cho bạn xem nha. Sầu riêng này nấy, chị nói là sầu riêng gì? Ghi 6 hả? Ghi 6 hả? Dạ. Khui ra vô hộp luôn. Cái đó là chín ăn liền hả chị? Cái này là vô mùa sầu riêng chị hay là sắp hết rồi? Dạ giờ vô mùa.
đây muối sầu riêng nè. Cái này được mấy muối ta? À, 5 hộp anh. Muối 5 thì hộp. Như cái này là tầm 3 muối rồi nè. Muối thì tính cỡ 15 muối. Wow. Mình đã, đang hết không ta? Cái này nhiều muối thiệt ha. Cái này để mua hàng hàng lửa hay nhất á. Cái này mình lựa mình mới tỉ xong mình đi bán thôi. Dạ mình vô vỗ mình lựa từng cái luôn. À. Cơm nó ngon với lại chất lượng tốt. Này hàng nhất trung bình nó cỡ 2,5 kg, mất ký nữa là cỡ còn 2,3 kg. 2,2 kg. 2 kg là còn được nhiêu muối ta? Hả? 2 kg là còn được nhiêu muối? Trung bình cỡ 3,5 kg là nó ra 1 kg cơm á. À. Còn ví dụ như tùy cá tròn thì nó nhiều muối, còn cá lép nó ít muối thôi. Cái này cũng nhiều muối ha. Cái này đựng 1 kg cơm ta. Đó. Gần 1 kg cơm các bạn, 800 g. Đây rất là ngon lột vàng. Đây các bạn, sầu riêng. Mình đang ăn 5 muối này là khỏi ăn cơm luôn á. Nghe sầu riêng rất là ngon luôn. Để mình ăn thử con muối nha. Mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng ăn sầu riêng với em luôn. Hôm nay đi ăn trái cây. Đây, muối sầu riêng rất là ngon luôn nha các bạn. Đó, vàng tươi à. Rồi, em xin mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng em ăn sầu riêng nha. Cũng thơm và ngon lắm các bạn. Đây là chín cây hay là mình cắt già để chín ha. Cắt già để chín. Cây già nó dễ bị sụn. Chứ mình không có tẩm thuốc không? Chứ mình không có tẩm thuốc không? Rồi tạm biệt dừa sầu riêng. Đi tiếp các bạn. Đây có anh trai bán trái này là trái bơm ha. Trái bơm hay trái táo anh? Táo. Dạ. Táo. Dạ. Dạ. Trái bơm. Bơm. Thì trái bơm. Ở đây em gọi là trái bơm không ạ? À? Ờ. Dạ. Đó, trái bơm nha. Đây là trái lê nè. Anh bán tới tối luôn hả anh? Ờ, bán ở đây bán ra dọn anh chỗ giờ đêm có giờ giờ đêm không? Dạ. Bán tới luôn. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha, chúc anh bán đắt nha anh. Dạ. Này em ra thành phố chú ạ. Dạ, con ở quê lên á. Dạ. Con ở An Phú, An Giang, ở dưới quê. Ở biên giới luôn. Quay về ăn cái luôn miệng mà. Dạ. Quay YouTube. Wow, ở đây quá trời nhiều trái cây luôn nè các bạn. Dọc ở đây bán rất là nhiều trái cây luôn các bạn. Cam nè, quýt nè. Và thanh long nè. Rồi trái mắng cầu na nè. Rất là nhiều luôn. Chào cô. Cô bán xoài hả cô? Cô bán xoài. Xoài thái. Ở đây cô bán tới ban đêm chờ đêm luôn hả cô? Cô bán tới 10 giờ. 10 giờ khuya luôn. Dạ. Cô bán cực khổ quá. 10 giờ khuya luôn các bạn. Wow, đây có trái cóc nè, trái cóc khổng lồ này, trái cóc nè các bạn. Đó. Xoài cát, cát hồi lọc rồi xoài sống tứ quý, sống tứ quý, xoài đài loan, xoài thái, đủ loại xoài luôn các bạn ơi. Bận ăn phước, bận hồng đào, bận xanh long hoa. Dạ. Có nhiều xoài. Rồi con cảm ơn cô. Chôm chôm cái mơn dâu xanh ngọt, chôm nhãn cái mơn. Đó. Nhãn đây bạn, nhãn xuồng cơm. À,
bây giờ mình sẽ đi lại trung tâm thương mại với lại qua bên chợ Bến Tre để quay cho cả cô chú chị bạn xem. Ở đây có rất là nhiều bánh luôn nè, bánh tét rồi bánh ít. Ngày nãy ăn cơm không ngoại? À, dạ ngoại. Bán bánh này bánh gì ngoại? Dạ, bánh ít bột ngọt đậu xanh. Dạ này bánh ít không ngoại? Dạ. Ồ, lần đi con gặp cái bánh ngoại gói gì luôn á. Gói như vậy rồi bỏ ra quấn là da ngọt như đậu xanh, còn này là nếp than hai nhân bình dừa. Dạ. Bình đậu nếp than hai nhân. Dạ. Bình dừa bình đậu. Dạ. Cái nào là hai nhân đâu ngoại? Hai nhân đây nè con. Dạ này là hai nhân. Dạ lấy cái nhiêu ngoại? 5.000 con. Cái 5.000 à, lấy còn 4 cái. Mấy cái? 4 cái ngoại. Này ngoại gói luôn hả? Ở nhà con gái gói, năm nay ngoại gói hết nổi rồi. Dạ. Ở đây có ngoại bán sâm nữa nè. Ngoại bán sâm. Đây những con ong nó bu lên hút mặt, hút đường nữa các bạn. Đúng rồi. Đó. Con đi chợ người ta nói mà những nhà hàng nào mà có ong bay vô là mấy cái hàng đó không có độc. Nó không dám buồn. Cho con một ly sâm nha ngoại. Con ong này nó dữ lắm. Dạ, nó chích không ngoại? Chích chứ. Mình không đụng nó là nó không chích nè. Đúng rồi, đụng nó mới chích. Dạ. Vậy nè, không có chích. Dạ, cho con ly sâm nha. Ủa này là cái này là xì gì? Sáu. À, xì sáo. Ăn sâm đâu ngon, ăn đá đậu đi. Dạ, con đang khát nước. À, khát nước hả? Rồi, làm đá sâm. Dạ. À, sâm nè bạn. Sâm này mình dò bằng tay hay là bằng máy cơ? Nhà có máy dò đâu rồi. Dạ. Máy thôi. Máy giống như máy là xe sinh tố không mày? Không có cái máy bự như cái máy không bình thường kia chứ nhỏ. Dạ. Tại trước mình thấy người ta dò tay không à. Dò tay thì nó có bọt. Dạ, dò tay là lâu lắm. Đang làm đồ. Vậy là nhà máy có trồng sâm không mày? Có mua. Đây. Bánh bánh lá tre các bạn. Cái này bánh lá dừa con. Ờ, lá dừa là dừa. Dạ. Còn này bánh ú ta. Bánh ú. Đó, đủ loại luôn. Này là bánh ít hả con? Này bánh ít nhưng mà ăn ngoài cho người ta ngồi ăn luôn. Ngồi ăn. Này ly sâm các bạn. Dạ. Nó dai ngon lắm. Nó dai nè, mình sâm núi mà. Sâm núi ha ba mày. Nè, con múc gì mà nó để gì mà nó không đứt luôn nè. Con múc gì mà nó để nó không đứt luôn nè. Sâm nó dai ghê luôn á. Dạ. Ở trên núi nên nó gọi xuống mà nó đứt về con. Dạ. Mua sâm đây. Sâm ăn mát các bạn. Dạ con cảm ơn ngoại nhiều nha. Chúc ngoại bán đắt nghe ngoại. Dạ. Dạ. Con quên lấy bánh. Rồi con đi ngoại. Mình sẽ đi lại cầu Bến Tre các bạn. Ở đây bà con đó gọi là cầu Bến Tre gọi là Bến Te. Lấy chim hả? Dạ. Rồi lấy chim đi, nói gì à, lên coi. Cô chào cô. Ô cô bán gì vàng vàng cô mật ong hả? Dạ mật ong. Dạ. Ô mật ong. 500.000 một chai. 5.000 một chai hả cô? Ok. Đây mật ong này là cô nuôi hay là gừng cô? Này là gừng à. Dạ. Mật ong dạ. Gừng đâu mà anh ơi. Hàng gì nãy con ngồi bến ong nó bay quá trời. Dạ. Dạ. Là ngày nào cũng có chân hay là cũng đi bắt á. Dạ. Sáng đi rồi trưa về. Dạ. Đây cô chú anh chị các bạn muốn mua mật ong á thì đi ra phía sau chợ nha. Có cô bán mật ong ở đây nè. Ngày nào cô cũng có bán hết mật ong gừng. Dạ. Rồi có cô nha. Dạ. Dạ. Dạ chắc ngày mai á. Là dạ của con là đây đó An Giang. Bên TikTok à Facebook. Dạ YouTube á. YouTube ok. Dạ đây đó An Giang. À, dạ. Con cảm ơn cô nha. Dạ dạ con đi nha cô. Dạ. Đây, cái cô bán bánh là lạ nè. Con chào bà. Bà bán bánh cơm hả bà? Bánh cơm dẹp các bạn. Đó. Rồi, đây là sữa đậu nành. Còn cái món này món gì con thấy bánh lọt quen quen mà là lạ nè. Đó. Bánh lọt bánh tre. Bánh lọt bánh tre. Cô ở đâu? Cô ở đâu cô? Đi xuống bánh tre. Cô ở đâu? Cô ở chợ đó. Dạ, ở chợ Bến Tre. Này, còn một. Ở chợ.
Dạ. Dạ. Ở đây con nghe mấy cô nói bánh te không à? Con nghe mấy cô nói bánh te không à? Là con biết người ở Bến Tre. Đúng rồi, nói chuyện hơi đòi dạ. Gái ta. Dạ. Đây bánh lọt nè các bạn. À, bánh lọt có trắng với lại xanh. Trắng chắc là lá dứa ha cô. Đúng rồi, xanh là lá dứa. Dạ. Còn trắng là bột bình thường. Dạ. Đây mày bán chè nè, cho con bột chè ngoài, cho con bột chè nha. Đây bột chè các bạn. Dạ bột có 5.000 thôi, vậy lấy con 2 bột đi để chị dưa con ăn nó bánh bánh chè. Một bột 5.000 nha các bạn. Nhà con có tiền. Nghe cái mùi nước đường ở đâu đây nè. Đây nước đường nè. Dạ. Nước đường trang bánh lọt nha các bạn. Thơm phức à. Cô bán gì hay là cô đi chợ cô? Cô bán hả? Xôi giò. Và đây có cô gọt dừa quá trời hay luôn nè. Cô gọt được trắng trắng tươi luôn hả cô? Dạ. Dạ. Gọt, từ khô vậy, dạ. Này, dạ. Ủa cô gọt sao hay quá ta? Dạ. Có thấy tà lột còn gọt máy không à? Dạ. Cái này chú gọt nè. Đó. Cứng không chú? Hả? Nó cứng không? Nói chung là cũng mềm. Dạ. Được cái dao biết, bén nữa. Làm biết nó quen à em ơi. Dạ. Cái gì vậy không quen. Dạ. Chú gọt như là chú khỏi tập thể dục luôn á. Dạ. Ngày nào cũng gọt hết. Dạ. Dài 300 trái rồi. Dạ, khỏi tập thể dục luôn ha chú. Thấy chú ra mồ hôi là cũng biết rồi. Đó. Này cô gọt nữa nè. Cô gọt sao mà còn lại cái miếng rùa không à? Dừa này là mình mua hay là mình trồng hả cô? À dừa này cô mua lại của nhà vườn. Dạ. Cô ra đây cô bán. Dạ, bán lấy nước uống. À bán dừa tươi này cho mọi người uống nước. Dạ. À, hay là những nhà hàng quán cà phê đồ ta có nhu cầu. Dạ, mình giao luôn. Ra đó mình giao luôn. Dạ. Rồi kiếm lợi nhuận chút đỉnh là sống qua ngày. Dạ. Đây, quán cà phê có nhu cầu mua dừa thì liên hệ với cô nha. Dạ. Cô ở phía sau chợ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô chú nha. Cái bờ kè này lúc trước thì ít ai biết lắm các bạn. Mình nghe cô chú nói là sắp giờ đi nữa rồi. Sắp giờ chợ đi mà không biết giờ đi đâu. Sáng 10 giờ, chiều 2 giờ. Bắt đầu từ bữa nay. Đây là trung tâm thương mại các bạn, trung tâm thương mại Bến Tre. Nằm ở phường 2. Còn chợ Bến Tre thì nằm ở phường 3. Đây là cái cầu Bến Tre nè. Một bên là phường 2, một bên là phường 3. Cái điều mình rất bất ngờ ở đây là cái cầu mà chia là cái chỗ ngăn cách của hai phường đó các bạn. Bây giờ mình đang tiến lại chợ Bến Tre. Ở đây ban đêm là cái chợ đêm nha các bạn. Chợ đêm ban đêm nè. Một dọc ban đêm rất là vui. Chợ đêm Bến Tre. Còn đây là Bến Tre về đêm. Cũng rất là đẹp luôn. Đây mình đang đứng dưới chân cầu Bến Tre các bạn. Bên đây là những cái sạp bán trái cây. Rất là nhiều trái cây.
nho nè, sầu riêng nè, rồi táo. Ồ, chú treo quá trời đẹp luôn nè. Đó, nho, đủ loại nho luôn. Đó, nho rất là đẹp. Cô treo nho quá hết trời đẹp luôn à. Nho đó rớt rồi bán cho con đi cô. Con mua, mua tiếp cô luôn. Dạ. Dạ lấy cho con đi. Cô lỡ làm rớt rồi. Nó ký nhiêu cô? Cái này là 19 bán con 150 ký ra. Sao cô giảm vậy? Ký bây giờ rớt thì sao? Rồi cái này lấy con 100.000 đây. Dạ. Nó rớt xuống rồi bán rẻ cho con đâu dạ. Có sao đâu. Đây quay gần nho cho các bạn xem nha. Đây đủ loại nho luôn. Để với 10 số cho con. Con còn 18. Bán hết này con về cái gì? À. Như tờ 9 tờ phải không? Rồi chưa có tiền gì con nè. Rồi rồi con hỏi hỏi thôi. Rồi con đi bán, con về đi. Chỉ có ở Bến Tre mới có nhiều trái cây treo như vậy đó các bạn. Lần đầu tiên thấy trái cây mà treo như vậy luôn á. Đó. Con 27 nè con. Đây nguyên một dãy bán trái cây các bạn, rất là nhiều luôn. Đó. Bên đây là khu vực bán nhang đèn. Đây là bên trong nhà lồng chợ Bến Tre các bạn. Đây đây mình đang đứng cửa Nam chợ Bến Tre. À, Bến Tre từ trên nhìn xuống các bạn thì em thấy có 4 cửa nha. Cửa Nam. Đây là cửa Nam. Có 4 cửa đi vô chợ Bến Tre. Mỗi một đường sẽ bán những cái mặt hàng khác nhau luôn. Bên đây thì bán bông nè. Rất là nhiều bông luôn. Đây cô trưng bày trái cây rất là đẹp luôn các bạn. Táo nè, rồi trái đậu mứt nè. Cô bông bông quá trời đẹp luôn. Bông này bông mà lạc hả cô? Đây bông mà lạc các bạn. Đây là đường đi vô bên trong chợ nè. Chỗ này thì mình cũng thấy trái cây không các bạn ơi. Quá trời nhiều trái cây luôn. Bên dãy bên tay trái thì bán trái cây. Còn bên tay phải thì bán rau củ. Khoai mì. Ồ, chị bán quá trời nhiều khoai luôn nè. Đây khoai khoai ngọt. Chị ơi cho em quay khoai xíu nha chị. Dạ.
Dạ. Lên YouTube nói gì? Dạ. Em đi đó An Giang. Em ở An Giang qua. Dạ. Wow, chị bán quá trời nhiều khoai luôn nè. Ở đây chợ đi đông nhất lúc mấy giờ hả chị? Dạ. Quá nhiều khoai luôn nè. Khoai lang. Đó, chị chắc quá trời đẹp luôn. Đây là khoai lang gì chị? Dạ. Đây cái gian hàng chị bán quá trời nhiều khoai lang luôn. Em cảm ơn chị nha. Chúc chị bán đắt nha chị. Dạ. Chào. Em xin chào. Đây gian hàng dưa hấu. Đó. Mấy cô mấy chị trong chợ rất là vui vẻ. Dạ. Nhấu không hộp. 1.200 ký hả? Ủa sao rẻ với con? 12.000 hả? Tại thấy chấm chấm cái chân số 1 nè. Dạ dạ. 12.000 một ký. Đó. Dạ chúc chị bán đắt nha. Dạ. Phía sau đây là bán cá biển các bạn. Hình như là mình thấy trong chợ này á ít hơn khách, ít hơn là ở chợ Bờ Kè. Ở đây có một cái căn nè, chắc là để dùng để đối chiếu các bạn. Cái căn ở giữa chợ. Mình gặp ngoại bán số trong chợ các bạn, mình đi theo ngoại cái tới đây. Mình mua số cho ngoại. Ngoại ơi. Bán con tệ số. Hai tờ. Hai tờ mới bán hả? Vậy mình dễ bán con hai tờ nha. Dạ. Sao sao một tờ mà hắn bán? Dạ. Nhức giò quá. Nhức giò hả mày? Nhà ngoại đâu lận? Ở nhà 8 chứ không là không ở em tôi dạ. Muốn chứ quà. Dạ. Sao một tờ mà hắn bán, mày bán hai tờ giá lên không hả? Dạ. Nhà ngoại gần đây hả? Không có, ông ở trong nhỏ bờ hồ. Ở mà cám đen trong bể. Dạ. Dạ. Dạ con gửi tiền ngoại nè. Này của anh Thành gửi, ngoại khỏi thói. Dạ dạ, hai tờ số con lấy nè, cũng như là con gửi tiền ngoại mà ngoại khỏi thói ha. Cái gì? Ngoại giữ tiền mua thuốc uống đi. Nghe ngoại. Dạ dạ không có thói. Ba cho bà hết đó. Cảm ơn người ta đi. Dạ dạ dạ. Nói muốn đi về đó nói ba cho. Dạ dạ. Dạ. Rồi mình đi vô chợ tiếp tục các bạn. Ở đây thành phố Bến Tre các bạn thì có nhà vệ sinh công cộng rất là sạch đẹp luôn nè. Đó. Bên đây nhà vệ sinh công cộng đây nè. Lần đầu tiên mình đi quay chợ mà gặp được cái nhà vệ sinh công cộng rất là sạch đẹp như thế này luôn á. Còn đây là bên trong chợ, mình tiếp tục đi vô trong chợ nha. Tại mình mới vừa gặp bà ngoại bán số Phước ngang á. Rồi mình đi theo ngoại, mình gửi tiền cho ngoại luôn. Đây chị bán cá biển nè. Cá trạch nè, lươn nè. Cái đây tượng đây bên trong bán rất là đòn và rất là nhiều luôn. Con cá quá trời bự rồi. Chơi con cá này cái gì bự với chị? Dạ cá bóp. Dạ. Dạ đủ thứ luôn các bạn ơi. Chị bán cái dân đầu chợ luôn nè. Gặp vô là gặp gia hàng của chị đầu tiên. Chị bán rất nhiều loại luôn. Ủa con cá này con cái gì chị? Cá tằng hả? Cá tòng. Cá tòng. Dạ. Nó giống như con cá bóp hả chị? Dạ nó giống mà nó còn sống, còn cá bóp thì nó không có sống. Dạ. Dạ. Đây chị bán rất là nhiều loại hải sản với lại cá trạch. Đây là cá kèo. Cái này con cá kèo hả chị? À cá bóng dừa.
Dạ. Đó. Đây phía bên trong bên đây bán thịt các bạn. Chị ở trên tầng 2 đâu có bán gì hả chị? Đó. Trên tầng 2 không có bán phải không? Trên tầng 2 là bán quần áo và dạ dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Em chúc chị bán đắt. Dạ. Ồ, con ăn ngát quá bự rồi. Con ăn ngát nè. Rồi con cá bóng đây các bạn. Cá bóng còn sống. Rồi con cá bông lau nữa nè. Đây con cá có con cá bông lau nè các bạn. Đây là những con ếch bự, mà ếch này là ếch nuôi các bạn ơi. Trên tầng 2 là bán quần áo các bạn. Chắc là mình sẽ không có lên, không có lên tầng 2 nha. Mình ở dưới tầng trệt rồi xong đó mình đi về luôn. Phía sau là bán gạo, lương thực thực phẩm đó, rất là nhiều loại gạo. Ở bên đây thì vắng khách hơn là bên bờ kè bên kia các bạn. Bờ kè bên kia thì mình thấy mọi người đi đông lắm. Cô giờ này ta đi chợ ít hay xịu hả cô? Dạ. Con thấy bờ kè bên đông quá trời đông. Mà con qua đây thấy nó buồn quá. Dạ, người ta đi bển không à? Dạ. Dạ dạ. Bởi con đi qua đây thấy vắng tanh nè. Dạ. Cảm ơn cô, chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Cô bán rau. Rồi đi ra đây chắc có thể là mình sẽ kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Dạ hiện tại thì em đang đứng ở cầu Bến Tre. Thì em đi cái dãy bên đây nữa thì em sẽ kết thúc video của em tại đây luôn. Dãy bên đây thì toàn bắn bông là nhiều các bạn. Rất là nhiều bông. Chỉ gian hàng bắn bông ở cặp mấy cầu nè. Hôm nay thì em quay cho Bến Tre này, em sử dụng số tiền của cô Thu Phương và anh Thành 1 triệu, của anh Thành còn lại là 2 triệu nha các bạn. Em sẽ để lên màn hình để cho cô chú chị các bạn dễ theo dõi. Qua đây bán quá trời nhiều bông luôn các bạn ơi. Mình thấy bông với là trái cây là đa số luôn á. Bông rồi vàng, vàng hoa nữa. Đây là cửa đông. Rồi tới đây thì em cũng xin kết thúc video của em tại đây, tại cửa đông chợ Bến Tre. Em cảm ơn tất cả các chú anh chị bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh này đó vàng của em. Hẹn gặp lại các chú anh chị và các bạn vào các video lần sau nha. Bye bye. Em kết thúc video rồi nhưng mà em đi về em gặp có một bà ngoại đang ngồi bán vé số ở dưới gầm cầu nè. Mấy ơi, mấy làm gì mày? À? Mày làm gì vậy? Bán vé số. Mấy số ở đây làm gì mày? Bây giờ chỉ chẳng đi về. Dạ, bọc này bọc gì mày? Hả? Bọc này bọc gì? Cái gì? Bọc này bọc gì? Ví dụ hả? Dạ, mày lụm chi vậy? Lụm bán. Dạ, bán hả? Mày bán hết vé số chưa? Hết rồi. Dạ. Còn 1.000 một ngày bán mấy tấm? Tăng. Dạ. 100 tờ. 100 tờ. Dạ. Nhà ngoại đâu là ngoại? Ở Bờ Hồ.
Dạ. Con gặp ngoại bán số, con định mua số ủng hộ ngoại, mà ngoại bán hết rồi. Hết rồi. Dạ, ngoại ăn sáng chưa? Rồi. Rồi ngoại. Tại con có mua bánh này, con gửi ngoại ăn ăn sáng. Nè ngoại, chút nữa ngoại có đói ngoại ăn nha. Cảm ơn nha. Dạ. Sao ngoại cung cung vậy? Hả? Ngoại có bệnh không mà ngoại cung cung vậy? Tay tay nó vậy. Tay dạ. Dạ. Ngoại nhà sống nhà ngoại. Có mình nè. Mình à. Dạ, rồi người thân ngoại đâu? Hả? Người thân ngoại đâu? Không có ai. Không ai luôn. Không. Dạ. Rồi đi bán số sống mình nền luôn. Sống mình nền. Dạ. Uống đau cái cột sống đó. Dạ. Có quá cột sống là đau thắt ngang lưng. Dạ dạ. Đau. Rồi, ngoại ơi, con nay gặp ngoại á, con thay mặt cho anh Thành ở bên ở Hà Nội gửi cho ngoại tiền nha. Dạ. Dạ, con gửi ngoại 400 ngàn của anh Thành. Ở Hà Nội gửi cho ngoại để mua thuốc uống. Cảm ơn nha. Dạ, dạ. Không có thằng vợ vua nó cũng nó gửi cho tôi. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, ngoại gì cho khỏe ngoại. Dạ. Rồi, con có một ngoại. Dạ. À, mình cuối clip mình gửi thêm cho ngoại 400 ngàn. Vì là của anh Thành còn lại là 1.6 triệu thì em sẽ thực hiện trong các video lần sau nha.